Ngọc Lan đã lỡ tay cạo tóc Quyền Linh trước giờ lên sóng và Ngọc Lan đã nói gì? Phát hiện sự cố, Quyền Linh đã bất lực lắc đầu buồn bã, trong khi Ngọc Lan tỏ ra là hối lỗi liên tục, vì lại xin tha thứ vì lỡ tay khiến nam MC bị cạo chọc đầu.